Em xin chào thầy và các anh chị trong nhóm. Thì lời đầu tiên cho em được xin chúc sức khỏe tới thầy cùng các anh chị trong nhóm. Thì video hôm nay em làm video này thì cũng như các anh chị đi trước đã làm thì giới thiệu về bản thân. Thì em xin giới thiệu thì em tên là Tạ Duy Phương. Em năm nay 21 tuổi, em sinh năm 97. Thì em hiện tại em đang ở Sóc Trăng, Đại Tâm Mỹ Sư Sóc Trăng. Thì em đã tốt nghiệp được cấp 3, thì do một số lý do nên em nghỉ sớm, em đi làm sớm. Thì năm nay em đi làm được tầm 3-4 năm rồi. Thì công việc của hiện tại của em thì em đang làm cửa sắt. Làm cửa sắt, cửa nhôm dân dụng cho nhà người dân ở gần nhà thôi. Thì trước đây thì em cũng do trục trặc trong công việc nên một phần là sức khỏe mình không cho phép nên em đi làm không được khỏe như người ta. Thì em có lên mạng em tìm hiểu là có cách nào mà kiếm tiền mà dễ, tại vì em cũng có được trình độ 12 thì em biết chút đỉnh về online. Thì em xem được vô tình xem được những video người ta hướng dẫn là kiếm tiền từ YouTube, thì lúc đó em cũng chưa tin tưởng cho lắm đâu. Thì em có làm thử mà làm rồi một thời gian không có ai dẫn dắt đúng bài bản thì gặp vấn đề thì em bỏ, em nản em bỏ. Thì sau mấy tháng vừa qua thì em lại vô tình gặp được video của thầy. Những video của thầy hướng dẫn Photoshop này nọ thì em coi được những video mà thầy hướng dẫn về làm YouTube, thì em đã bắt đầu theo thầy thì học tới nay thì được tầm hơn một tháng rồi. Giờ thì bắt đầu từ cái giáo trình nào thầy cho miễn phí trên nhóm, thì giáo trình vơ một và giáo trình vơ hai chứ giáo trình vơ hai rồi hiện tại là được giáo trình vơ 3.1. thì em theo học nhưng mà do thời gian cũng có hạn, em bận đi làm nên học cũng chưa được nhiều thứ lắm. Thì hiện tại là em lập được một kênh Sóc Trăng quê tôi và kênh cùng TikTok. Thì kênh cùng TikTok thì thầy nói là không nên đi up, vì up thì nó sẽ là không được lâu thì sẽ mau chết kênh. Nhưng mà em xem đó giống như là trải nghiệm thì em tập trung làm kênh chính thôi, còn cái kênh gì up đó thì em dạng như làm để trải nghiệm, để biết thì học hỏi rút phải kinh nghiệm thêm. Thì đây là cũng là lần đầu tiên em ngồi trước máy em quay và tự nói một mình như vậy thì cũng rất là căng thẳng, hồi hộp. Hiện tại em rất là run. Thì em cũng không biết nói gì hơn nữa, thì em chỉ biết là cảm ơn thầy và tất cả anh chị trong nhóm đã cho em vào nhóm. Thì em còn trẻ thiệt nhưng mà em khát khao làm công việc mà tự do tài chính để sau này khỏe cho tương lai. Thì nếu mà anh chị nào hay bạn nào mà xem video của em nè mà giống như em căng thẳng hồi hộp không dám ngồi trước máy gì thì video này giống như là động lực gì đó. Em quay video này là cái video em đang quay là hình như video thứ mười mấy rồi, rất là hồi hộp, khó lắm. Thì em hết biết nói gì rồi, em cuối lời thì em xin một lần nữa em được xin chúc thầy các anh chị trong nhóm được nhiều sức khỏe cũng như là thành công sớm nhất trong tương lai với nhóm kính 300 anh chị rồi. Em xin chào và tạm biệt.